Uh, xin chào rất vui được gặp lại các bạn. Uh, thời tiết vào mùa hè nóng bức là cái điều kiện thuận lợi cho các cái loại vi khuẩn, vi khuẩn, các cái loại mầm bệnh sinh sôi và phát triển, làm cho em bé dễ bị mắc bệnh hơn. Uh, video này mình sẽ chia sẻ với các bạn năm loại bệnh phổ biến mà em bé hay gặp phải vào mùa hè. Uh, bệnh đầu tiên đó là rôm sảy. Cái này rất rất phổ biến. Uh, thể hiện của nó là những cái uh, những cái nốt rôm sảy ở vùng da của em bé đặc biệt là vùng ngực, vùng lưng. Và cứ lúc thời tiết nóng hay vào chỗ nóng là em bé sẽ có cảm giác ngứa ngáy, châm thích ở trên người rất khó chịu, ảnh hưởng đến uh, giấc ngủ của em bé uh, Nguyên nhân là do nóng quá và em bé toát nhiều mồ hôi Nó ảnh hưởng đến cái nang lông, cái lỗ chân lông này Nó không thoát mồ hôi được, nó bị tổn thương Nó sẽ bị bít tắc lại và nó tạo thành uh, tình trạng rôm sảy gọi là phát ban hồng nhiệt ở trên da uh, Để khắc phục cái tình trạng này thì một là các bạn phải làm mát không khí làm mát cái chỗ ổ con tức là thời tiết nóng bức thì các bạn có thể dùng quạt hay là dùng điều hòa Đấy, để để làm phòng mát mẻ hơn cho con thoải mái thứ hai đó là à, bố trí cái thời gian hoạt động của con các cái hoạt động thì nên tập trung vào buổi sáng và buổi chiều lúc mát mẻ à, còn cái lúc à, trưa lúc thời tiết nóng bức ở trong nhà thứ ba đó là cho em bé uống nhiều nước và ăn nhiều loại các cái loại hoa quả các loại trái cây à, và đồ ăn à, có tính mát Uh, thứ tư đó là mặc quần áo thoáng mát cho con không mặc quá nhiều đấy là một số cái biện pháp để chúng ta hạn chế cái tình trạng rôm sảy này uh, với uh, rôm sảy ví dụ như bạn bôi các cái loại kem dưỡng ẩm hay các cái loại kem da hay các cái loại phần rôm thì nó không có cái tác dụng gì uh, chúng ta chỉ có giữ uh, thoáng mát tắm mát thôi thì nó mới tự khỏi được cái tình trạng rôm sảy này uh, những cái trường hợp mà để rôm sảy quá lặng, lại có những cái tình trạng uh, những cái nốt sần đỏ những cái mụn đỏ mà có mủ lên gây ra cái tình trạng viêm thì sẽ phải gặp bác sĩ để kê các cái loại thuốc bôi thì nó có thể có bội nhiễm thì chúng ta phải điều trị bằng thuốc uh, kháng sinh cho con uh, bệnh thứ hai đó là tiêu chảy cấp vào mùa hè mùa nào trong năm thì em bé cũng bị tiêu chảy nhưng vào mùa hè thì cái tình trạng tiêu chảy nó tăng lên uh, nó tính là cái mùa dịch uh, thì uh, nguyên nhân thì là đồ ăn thì nó nhanh hỏng nó nhanh bị ôi thiêu nó chứa các cái loại uh, sản sinh ra nhiều độc tố với các cái loại uh, côn trùng, các các loại uh, trung gian truyền mầm bệnh ví dụ như ruồi, mũi, rán, này, kiến này, hay nó cũng sinh sôi này nở, nó phát triển nó làm bệnh nó phát tán nhanh. Khi mà bị tiêu chảy cấp thì biểu hiện của em bé đó là có thể đi tiêu từ 10 đến 15 là một ngày phân lỏng nước, mùi chua hay là tanh, có thể nặn nhảy hay máu, em bé có thể đau bụng hay sốt nữa. Uh, nôn hoặc buồn nôn đó là những cái biểu hiện có thể một không hết những biểu hiện này mà tùy những cái mức độ nó sẽ khác nhau khi mà có tiêu chảy phân có máu hay là có sốt thì chúng ta bắt buộc phải đem bé đến bệnh viện điều trị ngay còn tiêu chảy mà phân nước thì các bạn có thể theo dõi cái tình trạng mất nước của con để điều trị tại nhà trong cái điều trị tiêu chảy này các bạn phải nhớ nhất đó là cái tình trạng mất nước em bé của chúng ta sẽ nhanh chóng suy kiệt vì mất nước phải chú ý bổ sung nước và điện giải cho con bằng dung dịch Oresol, à, dung dịch bù nước, Mù chuẩn là dùng Oresol, à, không được tự ý dùng các cái loại thuốc cầm tiêu hay kháng sinh khi chưa biết rõ ràng nguyên nhân tình trạng bệnh của con. Nếu các không đúng mà các bạn dùng là chỉ làm cái tình trạng trầm trọng hơn thôi. Nên khi theo dõi cho em bé tại nhà với tình trạng chỉ có phân nước, không có phân nhảy máu, không có sốt, thì các bạn sẽ à, bổ sung um, bổ sung orezon bổ sung nước và điện giải cho con và quan sát kỹ cái tình trạng về đánh giá mức độ mất nước ở mức độ a tức là em bé tỉnh táo à, da mềm không có mất nước mắt không bị trũng khóc vẫn có nước mắt em bé tươi tỉnh thoải mái vẫn ăn uống được thì chúng ta điều trị tại nhà bắt đầu từ độ b khi em bé có cái tình trạng quấy khóc vật vã kích thích khi khóc thì ít nước mắt hoặc là không chảy nước mắt mắt bắt đầu trũng và khát khát nhiều rồi kiến nếp về da ra vùng bụng nó mất trợ thì chúng ta phải đưa em bé đến bệnh viện điều trị ngay Chứ không giữ tại nhà nữa trong các bạn hãy tìm hiểu để chúng ta chuẩn bị sẵn một cái bảng đánh giá cái mức độ mất nước của con thường xuyên bổ sung nước bổ sung điện giải cho con và phải đánh giá thường xuyên cái tình trạng mất nước này để kịp thời đưa em bé tới bệnh viện điều trị khi cần thiết bệnh thứ ba đó là bệnh tay chân miệng mùa xuân hè cũng là dịch của tay chân miệng À, lý do là bệnh này là do virus chúng ta chưa có thuốc đặc trị rồi cũng chưa có vaccine phòng bệnh và nó rất dễ lây nó có thể lây từ lúc ủ bệnh cho đến lúc mà em bé khỏi rồi à, thì trong cái thời gian khoảng thời gian khỏi tức là từ ủ bệnh từ phát bệnh đến khỏi em bé có khả năng lây bệnh cho em bé khác trong 14 ngày trong khoảng 14 ngày đấy khả năng lây lan của cái bệnh này rất nhanh nó nhanh thành dịch và em bé dễ mắc phải khi mà bị tay chân miệng thì em bé thường có các cái biểu hiện là bắt đầu từ sốt nhẹ đau họng này đau miệng này à, chảy nước miếng và nó có những cái vết nét ở trong vùng miệng sau đó thì em bé có thể sốt cao hơn em bé bỏ ăn à, và nặng hơn thì có thể đến những biểu hiện về à, hội chứng ngộ độc về thần kinh như là cái tình trạng ngủ và bị giật mình khi mà bạn thấy em bé của bạn ngủ thường xuyên giật mình trong 30 phút mà giật mình nhiều hơn hai lần à, thì các bạn phải đưa con đến bệnh viện để điều trị còn bình thường ở mức độ nhẹ thì có thể điều trị tại nhà được với cái phương pháp là à, bổ sung à, sử dụng thuốc hạ sốt khi em bé bị sốt bổ sung nước bổ sung dinh dưỡng cho con để chờ em bé tự khỏi à, bệnh thứ tư mà em bé hay gặp phải vào mùa hè nữa đó là cái tình trạng sốt phát ban do virus sốt phát ban do virus à, khi mà sốt à, do virus thì em bé có cái biểu hiện đó là à, sốt cao và cái sốt này nó ít ít đáp ứng với thuốc hạ sốt Tức là bạn à, cho em bé uống thuốc thì cái nhiệt độ nó hạ xuống không nhiều Và cơ thể em bé lúc nào cũng có trạng thái nóng nóng Sau đó là khoảng 4 đến 6 tiếng là hết cái thời gian tác dụng của thuốc này Thì em bé lại sốt lại Nó kèm theo cái tình trạng đau mỏi cơ và đau đầu à, là Chúng ta sẽ nghĩ nhiều đến cái tình trạng sốt à, virus của con à, Sau khi bớt sốt và hết sốt thì em bé sẽ phát ban ra Phát ban nhiệt ra toàn thân à, Và những cái ban này thì nó sẽ tự hết trong vòng 13 đến 5 ngày trong quá trình theo dõi em bé bị sốt do virus này thì chúng ta có thể điều trị cho con tại nhà chúng ta cho em bé sử dụng thuốc hạ sốt chúng ta bổ sung nước bổ sung điện giải cho con bổ sung dinh dưỡng cho con và quan sát cái tình trạng về ý thức của con nếu em bé của bạn tỉnh táo ăn uống được thì ok chúng ta điều trị em bé tại nhà nhưng có cái sự mệt mỏi này ly bì hay là vật vã kích thích, thích. À, những kiểu là người em bé quá yếu không đứng lên được em bé ngủ ly bì gọi không đánh thức dậy được À, không chịu ăn uống gì thì chúng ta phải đưa em bé đến bệnh viện để điều chị à, bệnh thứ năm mà chúng ta hay gặp phải vào mùa hè này nữa đó là bệnh viêm não Nhật Bản viêm não Nhật Bản có một cái thời điểm mà chúng ta à, bị à, những cái thông tin à, sai lầm bởi vì vào vào mùa hè này là mùa của vải này đấy sau đó là có nhiều em bé có cái tình trạng mà ngộ độc vải bị say đấy ăn nhiều vải ăn quá nhiều vào ăn nhiều lúc đói gây ra cái tình trạng là À, mệt mỏi này ngất xỉu này hoặc là à, phải đưa vào viện à, và trong cái mùa hè này cũng là cái mùa dịch của viêm não nhật bản và những cái biểu hiện của em bé về cái tình trạng này thì, thì lúc nó đôi lúc nó sẽ nhầm lẫn với nhau và người ta có cái sự nhầm lẫn ở cái thời điểm đấy đó là cho rằng ăn vải thì gây ra tình trạng viêm não nhật bản nhưng cái này không phải hai cái bệnh lý này nó tách biệt với nhau ăn vải thì có nguy hiểm đối với em bé và chúng ta phải đề phòng thứ hai đó là viêm não nhật bản thì cái này là do cái con mũi nó chuyển bệnh nó gây ra trong cái uh, trong trong cái để phòng phòng viêm não nhật bản này cho em bé là quan trọng nhất đó là tiêm phòng và thứ hai đó là diệt mũi diệt long quang mọi người vì cái con mũi là cái con này chuyển bệnh chúng ta diệt được cái con này thì nó sẽ uh, giảm cái tình trạng lây lan của bệnh khi mà bị uh, viêm não nhật bản thì sẽ có những cái biểu hiện đó là uh, sốt cao đột ngột rồi buồn nôn rồi nôn và à, có thể dẫn đến tình trạng co giật hay là dối loạn ý thức nữa nhưng mà nói chung là những cái vấn đề về à, về biểu hiện một cách rõ ràng thì khó nhưng các bạn cứ chú ý đó là khi con bị sốt bị ốm và chúng ta để ý nhiều đến cái tinh thần của em bé như thế này Đấy. đó là cái thường xuyên cái trạng thái vật vã kích thích hay là ly bì là chúng ta phải đưa em bé đến bệnh viện chỉ khi là em bé của chúng ta tỉnh táo à, đáp ứng với những cái phản ứng xung quanh rồi À, có dậy có ăn uống được thì chúng ta mới điều trị tại nhà. Còn ngay khi em bé có những cái biểu hiện à, về hệ thần kinh hay có cái sự ni bì mệt mỏi hay là vật vã kích thích là chúng ta phải đưa em bé đến viện ngay. Trong tất cả những cái bệnh lý mùa hè này để làm thế nào để phòng bệnh thì chúng ta sẽ phải chú trọng nhất yếu tố vệ sinh. Cái việc giữ vệ sinh tốt nó sẽ hạn chế được rất nhiều các cái bệnh này. Phải trừ cái viêm não nhật bản à, thì có biện pháp phòng tốt hơn đó là À, tiêm phòng vaccine rồi nhưng sẽ vẫn phải là yếu tố vệ sinh, hãy giữ vệ sinh uh, xung quanh à, môi trường Đấy, thì chúng ta diệt các cái loại mầm bệnh thì các cái loại côn trùng uh, các cái loại bọn mà truyền các cái mầm bệnh này thì nó sẽ hạn chế. Thứ hai đó là giữ vệ sinh cá nhân, các bạn cần tập cho con mình cái thói quen uh, rửa tay bằng xà phòng nhiều lần trong ngày, đặc biệt đó là uh, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Đấy, nên tập và cần thiết tập cho con cái thói quen uh, rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn nó sẽ hạn chế rất nhiều một bệnh đặc biệt ví dụ như nó là uh, tiêu chảy nó sẽ giảm được rất nhiều cho con đấy một số chú ý như thế để các bạn có thể uh, tìm hiểu là mắc được các cái bệnh lý và chăm sóc tốt hơn con vào mùa hè nên cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo